cổ động viên Scotland rơi nước mắt, huấn luyện viên Steve Clarke tức tưởi, đòi kiện trọng tài lên UEFA. Đội tuyển Scotland đã thua Hungary 0-1, qua đó kết thúc Euro 2024 với vị trí cuối bảng A vào rạng sáng ngày 24 tháng 6. Nhiều cổ động viên Scotland đã không kìm được nước mắt trong khi huấn luyện viên Steve Clarke tức giận, đòi Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA trả lại sự công bằng. Chắc chắn một đơn kiện sẽ được gửi, UEFA phải trả lời thỏa đáng. Trước khi trận đấu trên sân Stuttgart Arena diễn ra, đội tuyển Scotland sáng cửa đi tiếp hơn Hungary. Đội quân ta tần có trong tay một điểm và nếu thắng trận sẽ có quyền mơ mộng về chiếc vé vớt cho đội thứ ba có thành tích tốt. Dù vậy, Scott McTominay cùng các đồng đội có trận đấu dưới sức. Đội tuyển Scotland cầm bóng nhỉnh hơn, 58% so với 42% của Hungary, nhưng lại loay hoay ở mặt trận tấn công. Suốt hiệp 1, đội tuyển Scotland không có nổi một cú sút. Đến hiệp 2, họ sút 4 lần nhưng bóng cũng chẳng đi trúng đích. Bóng bổng, vũ khí lợi hại nhất của đội tuyển Scotland không được phát huy trong khi hai biên đầy tốc độ cũng bị bịt kín. Hàng công chơi không tốt, hàng thủ của đội tuyển Scotland cũng chẳng khá hơn. Đội tuyển Hungary không tấn công ồ ạt nhưng luôn để lại dấu ấn mỗi khi có cơ hội. Đại diện Đông Âu sút đến 14 lần. Trong đó 5 lần bóng đi trúng đích, khiến khung thành đội tuyển Scotland chao đảo. Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của cầu thủ vào sân thay người Kevin Sobot là phần thưởng xứng đáng cho Hungary, mang đến cảm xúc vỡ òa. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, huấn luyện viên Steve Clarke đội tuyển Scotland phản ứng gay gắt. Nhà cầm quân 60 tuổi liên tục nhắm vào trọng tài chính Facundo Tello, người Argentina. Tờ Scottish News cho biết huấn luyện viên Steve Clarke không hài lòng khi trọng tài Facundo Tello và tổ VAR đã tước đi phạt đền của đội tuyển Scotland ở phút 78 khi Willie Orban bị phạm lỗi. Chính quyết định này là bước ngoặt, khiến đội bóng ông thua trận và bị loại. Huấn luyện viên Steve Clarke nói với giọng điệu giận dữ, đó 100% là một quả phạt đền. Ai đó hoặc UEFA phải giải thích rõ cho tôi tại sao đó không phải là một quả phạt đền. Nếu chúng tôi nhận được quả phạt đền thì đó có thể là một kết quả khác. Tôi có những từ khác nặng nề hơn nhưng tôi sẽ không sử dụng chúng lúc này. Chắc chắn một đơn kiện sẽ được gửi lên và UEFA phải có câu trả lời thích đáng. Euro là giải đấu cạnh tranh ở châu Âu, có lẽ sẽ tốt hơn nếu có một trọng tài châu Âu làm nhiệm vụ. VAR có trên sân nhưng không có tác dụng. Có lẽ trọng tài đã không nhìn thấy rõ sự việc trên sân nhưng tôi tự hỏi vậy mục đích của VAR là gì nếu họ không vào cuộc. Đó là một vụ cướp trắng trợn. Cổ động viên Scotland buồn, đội trưởng Robertson gục ngã. Sau bàn thắng ở phút 100 của đội tuyển Hungary, hàng chục nghìn cổ động viên Scotland có mặt trên sân Stuttgart Arena chết lặng. Nhiều người rơi nước mắt và không chấp nhận sự thật đội nhà thua trận và bị loại. Tại quê nhà Scotland, hàng triệu người chứng kiến trực tiếp trận đấu cũng đau buồn. Tờ Scottish News của Scotland mô tả, chúng ta đã chờ đợi 70 năm cho chiếc vé đi tiếp nhưng mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Một khung cảnh đau buồn, đầy nước mắt xuất hiện tại nước Đức cũng như tại Scotland. May mắn đã không đứng về phía Scotland và chúng ta phải rời giải với trận thua. Hàng triệu con tim cổ động viên Scotland như chết lặng, nối đuôi nhau ra về trong im lặng. Những tiếng reo hò, ca hát tưng bừng trên đường phố chẳng còn. Những quán bar của nước Đức cũng chẳng còn cảnh cổ động viên Scotland chen chúc để mua bia nữa. Andy Robertson đội trưởng Scotland gần như gục ngã sau trận. Anh đã không còn đứng vững và phải nhờ sự trợ giúp của các đồng đội. Andy Robertson gửi lời xin lỗi đến cổ động viên Scotland, tôi biết sẽ phải mất nhiều thời gian để vượt qua chuyện này. Toàn đội cố gắng thắng trận nhưng rồi không thể làm được. Đêm nay thật tàn khốc, không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ, tất cả các cầu thủ Scotland đều đã bị chuột rút và cạn kiệt sức lực. Điều tôi sẽ nói là cảm ơn đất nước vì đã luôn ở phía sau, mang cho chúng tôi sức mạnh. Và sau cùng, tôi muốn xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng.